Như chúng tôi đã thông tin thì số người thiệt mạng do động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới hơn 5.000 người. Hàng chục nghìn người bị thương và hàng ngàn tòa nhà bị phá hủy ở cả hai nước. Con số thương vong được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng do nhiều người vẫn còn mắc kẹt trong các đống đổ nát. Hơn 120 dư chấn có độ lớn từ 4 đã được ghi nhận sau đó, khiến thiệt hại càng thêm nặng nề. Các đội cứu hộ đang phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót. Những hình ảnh quay từ trên cao đã cho thấy phần nào mức độ tàn phá khủng khiếp của trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra hôm qua. Những cột khói bốc lên trên đống đổ nát là các tòa nhà đã đổ sập do động đất, với rất nhiều người mắc kẹt bên trong. Chỉ riêng tại Hatay, tỉnh biên giới giáp Syria của Thổ Nhĩ Kỳ này, đã có hơn 1.200 tòa nhà bị đổ sập. Trong khi chờ đợi những đội cứu hộ chuyên nghiệp, người dân tìm kiếm những người mắc kẹt bằng mọi cách. Có ai ở đây không? Còn sống không? Bạn thấy đấy, người đàn ông này đã thiệt mạng rồi. Nhưng mà chúng tôi nghe thấy có tiếng của một người phụ nữ dưới đống đổ nát. Thả nước với hy vọng ai đó sẽ nhận được. Thời tiết giá lạnh cộng với phạm vi rộng lớn của thảm họa khiến công tác cứu hộ gặp nhiều thách thức. Ngay cả những người may mắn sống sót sau thảm họa cũng đối diện với nguy hiểm do không còn nơi trú ẩn. Đây là một cuộc chạy đua với thời gian bởi trời rất lạnh, nhiệt độ xuống âm, mưa to và gió mạnh. Chúng tôi phải tìm mọi người càng sớm càng tốt bởi thời tiết khắc nghiệt sẽ ảnh hưởng tới những người đang mắc kẹt trong đống đổ nát. Chúng tôi sợ rằng điều này sẽ làm gia tăng số người chết. Những may mắn đã đến. Hai em bé được đưa ra an toàn, không thương tích gì từ đống đổ nát tại Thổ Nhĩ Kỳ. Bé gái Siri mới biết đi này cũng vậy. Nhưng em không biết rằng hầu hết người thân trong gia đình, cả mẹ của em, đã không thể sống sót. Đây không phải là chuyện hiếm trong một thảm họa khủng khiếp như thế. Tôi đã mất 12 thành viên trong gia đình. Mẹ tôi, anh trai tôi vẫn nằm dưới đống đổ nát. Một anh trai khác của tôi đã được đem ra ngoài. Hai đứa con của anh cả tôi, chị tôi, chồng chị tôi và 4 đứa con của họ. Tôi đã mất tất cả họ. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo số nạn nhân có thể lên tới hơn 20.000 người. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ để quốc tang 7 ngày tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất. Chúng tôi đã kết nối với Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Đỗ Sơn Hải, để biết thêm về công tác cứu hộ cũng như là những thông tin về việc liệu có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi trận động đất này hay không. Vâng, thưa Đại sứ, xin ông có thể cho biết là khó khăn trong công tác cứu hộ hiện nay tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria là gì ạ? Kể từ ngày 6 tháng 2 đến nay, thì các cái công tác cứu hộ cứu nạn của Thổ Nhĩ Kỳ đang diễn ra rất là quyết liệt, chạy đua với thời gian. Cùng cái sự hỗ trợ của cộng đồng thuế thì người ta vẫn đang tìm kiếm những người mất tích trong cái đống đổ nát. Tuy nhiên thì cái công tác cứu hộ cứu nạn hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn. Cái khó khăn thứ nhất đó là cái trận động đất này diễn ra trên cái quy mô hết sức rộng, trải dài hơn 10 tỉnh và cái dư chấn của nó vẫn đang tiếp tục, chưa biết lúc nào dừng lại. Thứ hai nữa là cái trận động đất này lại diễn ra trong một cái bối cảnh thời tiết hết sức là bất lợi. Thổ Nhĩ Kỳ đang bước vào cái thời kỳ mùa đông băng giá và việc tìm kiếm cứu hộ trong cái bối cảnh như vậy rất là khó khăn. Và đương nhiên còn một khó khăn nữa, đó là nguồn lực của Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại cũng đang gặp rất nhiều khó khăn do cái nền kinh tế đang phải chịu rất nhiều cái khó khăn từ bên trong cũng như là từ bên ngoài. Trước hết là lạm phát phi mã, và người ta chỉ biết là hy vọng là cái công cuộc cứu hộ cứu nạn này sẽ giảm đi được những cái thiệt hại to lớn mà Thổ Nhĩ Kỳ đang phải chịu đựng. Vâng, vậy thì Đại sứ quán đã có thông tin về việc người Việt Nam liệu bị ảnh hưởng trong trận động đất không, và Đại sứ quán đã tiến hành công tác bảo hộ công dân như thế nào? Ngay sau khi mà nhận được cái thông tin về trận động đất thì sứ quán đã triển khai ngay những cái biện pháp nhằm bảo hộ cho công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ. Sứ quán đã huy động rất nhiều những nguồn lực có thể liên hệ với các cơ quan chức năng tại các cái địa phương chịu ảnh hưởng của động đất. Thế rồi thông qua các cộng đồng bà con người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ để liên hệ với những người Việt đang sinh sống và làm việc tại đó. Và rất là may, hiện nay thì chúng tôi chưa có được một thông tin nào là người Việt Nam thiệt mạng trong trận động đất. Có thiệt hại về vật chất, nhà cửa, và trong 1-2 ngày tới
thì sứ quán sẽ cử những cái đội công tác xuống các cái địa phương mà có bà con Việt Nam sinh sống. Sau khi có những cái số liệu cụ thể, chúng tôi sẽ tiến hành cái biện pháp bảo hộ khẩn cấp để giúp bà con mau chóng ổn định và khắc phục được những thiệt hại do trận động đất gây ra. Vâng, xin được cảm ơn ông Đỗ Sơn Hải. Trận động đất có độ lớn 7,8 tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ngày hôm qua đã khiến nhiều người đặt câu hỏi vì sao nó lại có sức tàn phá khủng khiếp như vậy. Theo các chuyên gia, sự kết hợp của hàng loạt yếu tố như là vấn đề về thời gian, vị trí, đường đứt gãy và kết cấu yếu của các tòa nhà đã gây thiệt hại cực lớn về người và của trong trận động đất này. Nguyên nhân đầu tiên được nhiều chuyên gia chỉ ra chính là vị trí và độ sâu của tâm chấn. Sở dĩ trận động đất gây ra sự tàn phá như vậy, một phần vì sức mạnh của nó, và chúng sẽ đặc biệt nguy hiểm nếu tâm chấn ở gần khu vực tập trung đông dân cư. Những gì xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ trong trường hợp này là một kịch bản xấu nhất về một trận động đất có độ lớn 7,8. Nó xảy ra ở độ sâu nông, tức là chỉ khoảng 10 km dưới bề mặt. Chính vì vậy, nó gây ra sự rung chuyển rất mạnh. Nguyên nhân nữa được các chuyên gia chỉ ra một phần có thể là do đường đứt gãy địa chấn, nơi mà trận động đất xảy ra gần đây tương đối yên tĩnh. Điều đó có thể khiến mọi người đã bỏ qua mức độ nguy hiểm của nó. Có hai đường đứt gãy chính ở Thổ Nhĩ Kỳ. Một là đường đứt gãy ở Bắc Anatolian, tức là phần phía Bắc của đất nước, phía đông Istanbul. Đây là khu vực có nhiều trận động đất lớn nhất được ghi nhận trong những thập kỷ gần đây. Khu vực xảy ra trận động đất ngày 6 tháng 2 nằm ở phía đông, gọi là đường đứt gãy đông Anatolia. Thực sự chưa từng có một trận động đất nào có độ lớn như thế này từng được ghi nhận ở đây kể từ khoảng năm 1900. Một lý do khác nữa được đưa ra chính là việc xây dựng nhà cửa không phù hợp với một khu vực dễ bị động đất lớn như Thổ Nhĩ Kỳ. Có thể nếu trận động đất này xảy ra tại một quốc gia phát triển hơn, nơi có các quy tắc xây dựng nghiêm ngặt hơn, chẳng hạn như Nhật Bản, nơi có nhiều trận động đất lớn, thì có lẽ thiệt hại sẽ ít lan rộng hơn nhiều. Sẽ có một số tòa nhà bị sập, đó là điều phổ biến trong hầu hết các trận động đất, nhưng tôi nghĩ sẽ không có sự tàn phá trên diện rộng cũng như số lượng tòa nhà đổ sập nhiều như vậy như chúng ta đã thấy ở Thổ Nhĩ Kỳ. Theo báo The New York Times, năng lượng giải phóng từ trận động đất vào sáng qua ở khu vực biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tương đương 32 quả bom nguyên tử đã thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản cách đây gần 80 năm. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo có khả năng sẽ còn tiếp tục xảy ra những vụ sập nhà tiếp theo do ảnh hưởng của trận động đất và các dư chấn. Còn tại nước ta, từ ngày 4 tháng 2 đến nay cũng đã xảy ra liên tiếp 3 trận động đất ở huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Vào lúc 16 giờ 31 phút chiều nay, trận động đất có độ lớn 3,6 đã xảy ra, độ sâu tâm chấn khoảng 8,1 km. Với độ lớn này, người dân ở đây có thể cảm nhận rung lắc, không loại trừ khả năng xuất hiện thêm các dư chấn. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.